Rookie hé lộ rất xấu hổ trong buổi phẫu thuật vùng nhạy cảm vừa qua. Cách đây vài ngày, Rookie và bạn gái, nữ thần LPL Hilda đã chia sẻ về bệnh tình của anh chàng. Theo tiết lộ, Rookie bị bệnh trĩ và anh đã lên mạng hỏi fan rất nhiều về vấn đề này, từ triệu chứng cho đến cách chữa trị và quá trình phẫu thuật. Mới đây, Rookie vừa trải qua buổi phẫu thuật khá thành công và đã lên stream tâm sự cùng fan. Ban đầu tôi cứ nghĩ sẽ có bác sĩ nam phẫu thuật cho tôi cơ, nhưng cuối cùng lại là một bác sĩ nữ làm việc đó. Không những vậy, trong phòng phẫu thuật còn có tới 6 nữ y tá nhìn tôi. Điều này làm tôi xấu hổ vô cùng. Trước đấy, Rookie đã hỏi fan về vấn đề gây mê toàn thân, bệnh nhân sẽ ngủ thiếp đi và gây tê vùng, chỉ khu vực cần phẫu thuật. Kết quả đã có rất nhiều fan hỏi về cách giảm đau bác sĩ đã dùng. Tuy nhiên, anh ngại ngùng không trả lời. Vậy nên fan đồn đoán anh đã được gây tê vùng. Vì thế, Rookie mới biết có bác sĩ nữ cũng như 6 nữ y tá trong phòng phẫu thuật. Bên cạnh đấy, sự kiện LPL All-Star 2022 đã bị tạm hoãn không thông báo lý do. Nhiều fan đồn đoán là do Rookie cần thêm thời gian hồi phục sau phẫu thuật. Cũng có người cho rằng Uzi cần chăm sóc vợ trong thời gian cô mang thai.